Chào mừng các bạn đã trở lại với Sao Đỏ TV Trong bản tin ngày hôm nay ngày 17 tháng 10 Mời các bạn trở lại với Vương quốc Campuchia Để tận mắt dàn vũ khí trang bị Của một trong những lữ đoàn chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ Của lực lượng vũ trang hoàng gia nước này Chẳng là cách đây 2 ngày Vào một buổi sáng đẹp trời Nắng vàng rực rỡ ở thủ đô Phnom Penh Lữ đoàn 70 đã hân hoan kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ngày 15 tháng 10 năm 1994 Ngày 15 tháng 10 năm 2024 với sự tham gia của nhiều quan chức chính phủ Hoàng gia Campuchia. Đích thân Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia ông Hun Manet, con trai cả của cựu Thủ tướng Hun Sen, đã trực tiếp duyệt đội ngũ trong buổi lễ duyệt binh hoành tráng ở Lữ đoàn 70. Phát biểu tại buổi lễ, ông Hun Manet tuyên bố, Tôi rất hài lòng với sự tiến bộ của Lữ đoàn 70. Tôi thực sự đánh giá cao khả năng hoàn thành vai trò và trách nhiệm của Lữ đoàn đều đã dẫn tới những thành tựu to lớn trong 30 năm qua. Thủ tướng Hun Manet cũng ca ngợi các sĩ quan, binh sĩ của Lữ đoàn 70 về những hy sinh và vượt qua nhiều trở ngại trong sự nghiệp bảo vệ quốc gia, gìn giữ hòa bình, ổn định và trật tự xã hội. Wait. Lữ đoàn 70 là đơn vị như thế nào mà đích thân Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia phải có mặt duyệt đội ngũ hoành tráng nhỉ? Về mặt lịch sử, theo xác lệnh được Chính phủ Hoàng gia Campuchia ban hành vào ngày 15 tháng 10 năm 1994, tiểu đoàn 70 khi đó được tổ chức thành Lữ đoàn Bộ binh 70, Lữ đoàn này nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia. Vào thời điểm đó, tướng Mao Sofan giữ chức tư lệnh lữ đoàn cho tới năm 2023. Vào ngày 6 tháng 9 năm 2018, như một phần của kế hoạch cải cách quân sự, lữ đoàn 70 được điều chuyển về Bộ Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia, phiên hiệu của lữ đoàn được đổi từ lữ đoàn bộ binh 70 thành lữ đoàn 70. Tư lệnh lữ đoàn hiện nay là tướng Chap Bách đây, ông này cũng kiêm nhiệm vai trò tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Hoàng gia Campuchia hiện nay. Tiểu sử của người này là một bí mật nhưng phải là một nhân vật thân tín, đặc biệt trung thành với chính phủ Hoàng gia Campuchia. Bởi lẽ, theo báo chí nhà nước Campuchia, Lữ đoàn 70 hay còn gọi là B-70 là một trong hai đơn vị đặc biệt của quân đội Hoàng gia Campuchia có nhiệm vụ bắt giữ hoặc tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao gây ra mối đe dọa cho chính phủ, chống khủng bố, chống các đối tượng phản cách mạng, hỗ trợ kiểm soát đám đông, bảo vệ cơ quan hành pháp, giải cứu quan tim, hoạt động chiến tranh không chính quy, bảo vệ các tòa nhà, cơ sở hạ tầng của chính phủ có nguy cơ bị phá hủy trong trường hợp xảy ra bạo loạn hoặc khủng bố. Nói nhiều như vậy nhưng có thể hiểu Lữ đoàn 70 có nhiệm vụ số 1 là bảo vệ Thủ tướng Vương quốc Campuchia cũng như chính phủ Hoàng gia Campuchia. Họ giống như là lực lượng dự phòng chiến lược, phản đảo chính trong trường hợp có đảo chính được tiến hành với các thế lực khác. Với nhiệm vụ đặc biệt như vậy, cho nên lữ đoàn B-70 được biên chế cực kỳ hiện đại nếu so với biểu biên chế các trung lữ đoàn bộ binh hiện nay của quân đội Campuchia. Mà trong cuộc duyệt binh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30, lữ đoàn B-70 đã ra mắt kho tàng vũ khí cá nhân hiện đại, đa chủng loại, đa quốc gia, hoa cả mắt. Sau đây, chúng tôi xin phép điểm qua kho vũ khí cá nhân của lữ đoàn cận vệ Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Đầu tiên có lẽ là trang bị tiêu chuẩn của hầu hết binh sĩ sẽ là súng trường tiến công Thai 56, một phiên bản sản xuất có phép của Trung Quốc dựa trên mẫu AK-47 của Liên Xô. Nhìn chung, vì là phiên bản sản xuất có phép nên ngoại hình, cấu tạo, nguyên lý của khẩu Thai 56 giống hệt AK-47 chỉ có chút khác biệt như lưỡi lê ba cạnh gập dưới nòng súng thay vì lưỡi lê kiểu la lúa như AK-47. Ngoài ra, đầu ruồi của Thai 56 còn được bảo vệ bởi vòng tròn kín thay vì nửa vòng như AK-47. Phiên bản mà binh sĩ lữ đoàn B-70 được trang bị trông khá giống mẫu cải tiến Thai 562 được giới thiệu vào năm 1980 với bán gấp một số chi tiết làm bằng nhựa, bích lít, màu cam sẫm. Súng sử dụng cỡ đạn tiêu chuẩn 7,62 x 39, đa tầm bắn hiệu quả 300-400m, đến tốc độ bắn lý thuyết 650 phát trên 1 phút, sơ tốc độ nòng 735m trên giây, hộp tiếp đạn 30 viên. Thai 56 hiện cũng là khẩu súng tiêu chuẩn của lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia nói chung. Thứ hai là mẫu súng trường thai 81 là một khẩu súng hiện đại do Trung Quốc sản xuất vào thập niên 80 trên cơ sở pha trộn các đặc điểm của khẩu AK-47, súng trường CKC và cả súng trường bắn tỉa Dragunov SVD. Thai 81 giống như là một phương án quá độ trước khi quân đội Trung Quốc chuẩn hóa với khẩu súng trường Bullpup QBZ-95 vào giữa thập niên 90. Nhìn bề ngoài, Thai 81 rất giống với AK nhưng nó có một cái nòng đặc trưng với bộ phận chống giật Thai 81 sử dụng hệ thống trích khí ngắn, trong khi thai 56 sử dụng hệ thống trích khí dài. Thai 81 không sử dụng lưỡi lê hình đinh gắn luôn vào mà thay bằng lưỡi lê hình dao có thể tháo ra. Khẩu súng có trọng lượng rỗng 3,4 cân, dài 955 mm khi mở báng, dùng cỡ đạn 7,62 x 39, tốc độ bắn lý thuyết 700 đến 720 phát trên 1 phút, sơ tốc 750 m/s, tầm bắn hiệu quả 400 m, tầm bắn xa nhất 2000 m. Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, Lữ đoàn 70 còn có trong tay phiên bản trung liên LMG được phát triển dựa trên khẩu Thái 81. Nó tương đương với phương án RPK của AK là khẩu súng máy cá nhân trang bị ở cấp tiểu đội cùng với súng máy hạng nặng như kiểu PK trang bị ở cấp trung đội tạo thành hỏa lực bắn thẳng tự động. Thai 81 LMG nặng 5,15 cân với hộp tiếp đạn drum 75 viên dài hơn 1 m với chiều dài nòng 0,52 m nó được trang bị thêm chân chống tích hợp để cố định khi bắn, điểm ngắm phía trước được di chuyển đến cuối nòng súng để cung cấp bán kính ngắm dài hơn, tăng độ chính xác. Thứ ba là dòng súng trường CZ Brand 2, một phiên bản cải tiến hiện đại thuộc dòng súng trường CZ805 Brand do Cộng hòa Séc phát triển và trang bị từ năm 2011 tới nay. CZ805 Brand được coi là một trong những khẩu súng hiện đại nhất ở châu Âu hiện nay. Nó nổi tiếng với thiết kế dạng mô đun có thể tháo giáp để sử dụng nhiều loại đạn khác nhau như cỡ 5,56 x 45 ly chuẩn NATO, cỡ 7,62 x 39 chuẩn AK hay 6,8 ly Remington SPC. Và với từng loại đạn khác nhau sẽ có bộ khóa nòng thích hợp. CZ805 được chia làm hai phần trên và dưới. Phần trên của súng được làm bằng hợp kim nhôm, còn phần dưới được làm bằng nhựa tổng hợp Bộ phận gắn hộp đạn có thể tháo ra và thay nhanh chóng kể cả khi đang chiến đấu để thay bằng các loại đạn thích hợp với điều kiện chiến đấu. Hệ thống ngắm cơ bản của súng là điểm ruồi có thể gấp vào và mở ra trên thân súng có thanh răng để lắp các hệ thống ngắm phù hợp như hệ thống ngắm điểm đỏ, hệ thống nhìn đêm, hệ thống ngắm laser hay ống ngắm quang học tùy theo yêu cầu. Báng súng có thể gấp lại để tiết kiệm không gian khi di chuyển hoặc cũng có thể tháo ra nhanh chóng nếu có yêu cầu tối đa về độ gọn. Việt Nam cũng có khẩu súng này nhưng chỉ có số lượng nhỏ trang bị cho đội tuyển bắn súng quân dụng. Không rõ Campuchia mua từ lúc nào nhưng xem ra số lượng không phải là ít. Đặc biệt, so với phiên bản CZ805 brand A1 và A2 của Việt Nam, Campuchia được trang bị phiên bản hiện đại hóa CZ brand 2, mô đun hóa độc đáo. CZ brand 2 có trọng lượng nhẹ hơn, CZ805 brand có bộ chọn chế độ bắn, nút nhả băng đạn, nút nhả khóa nòng và tay cầm lên đạn, hoàn toàn thuận cả hai tay. Chế độ bắn loạt hai viên của CZ805 Brand bị loại bỏ, thay vào đó là chế độ bắn đơn giản hóa với 3 vị trí an toàn, bán tự động và hoàn toàn tự động. Các vật liệu chế tạo súng trường không bắt cháy, có khả năng chống pha đập và hư hỏng cơ học. Tầm bắn của CZ Brand 2 lên tới 800m so với 500 và 400m của Brand A1 và A2. Khẩu súng trường thứ tư của lữ đoàn B70 là mẫu súng trông khá giống với khẩu M4 của Mỹ, tuy nhiên Tên chính xác của nó là Sequoia, là phiên bản copy mẫu M4A1 của Mỹ do công ty công nghiệp hóa Bắc Norinco của Trung Quốc sản xuất. Phiên bản Sequia ra mắt vào năm 2006 ở triển lãm quốc tế, có ngoại hình hệt như mẫu súng cạc pin M4A1. Nó có băng súng, có thể thu vào, tay cầm, có thể tháo rời, nòng súng dài 368,3mm. Sequia nặng 2,9 cân, trọng lượng rỗng, dùng cỡ đạn 5,56 x 45 ly chuẩn NATO, tốc độ bắn 900 phát trên 1 phút, tầm bắn hiệu quả 400m. Có đến 3 khối binh sĩ được trang bị súng cạp pin Sequia cho thấy loại trang bị này xem ra có số lượng lớn. Một lưu ý nhỏ trong số các nhóm binh sĩ có một nhóm trang bị loại kính nhìn đêm 3-4 mắt trông rất hầm hố, không rõ kiểu loại. Khẩu súng thứ 5 trong biên chế lữ đoàn con cưng của chính phủ Campuchia đó là súng tiểu liên bắn nhanh MP5, mẫu súng huyền thoại của người Đức. MP5 về cơ bản giống với súng trường tấn công G3 với nòng có rãnh xoắn, ba chế độ bắn khác nhau và cơ chế búa điểm hỏa. Ban đầu, MP5 sử dụng băng đạn thẳng với cơ chế blowback, sau đó được cải tiến với băng đạn hơi cong có thể nạp 15 hoặc 30 viên và cơ chế chích khí ngang. Súng có 3 chế độ bắn, bao gồm bắn tự động, tự động và chế độ an toàn. MP5 được trang bị loại đạn cỡ 10 ly, 9 ly Parabellum và 40 SPK tốc độ bắn 800 viên trên 1 phút, sơ tốc độ nòng 400 m trên giây, tầm bắn hiệu quả 25 m đến 100 m, tầm bắn tối đa 150 m. Trang bị vũ khí cá nhân sau cùng của lữ đoàn cận vệ thủ tướng Campuchia là một cái tên lạ hoắc tới từ Hàn Quốc, đó là khẩu súng trường tiến công Daewoo 2 trang bị tiêu chuẩn của lực lượng vũ trang Hàn Quốc. K2 được phát triển vào thập niên 80 thay thế hoàn toàn khẩu M16A1 của Mỹ trở thành vũ khí số 1 của binh sĩ lục quân Hàn Quốc từ năm 1985. Về mặt thiết kế, bề ngoài, súng có nhiều điểm tương đồng với M16 khi các kỹ sư học hỏi hệ thống hoạt động của súng trường tiến công AR-18 từ nhà thiết kế vũ khí nổi tiếng người Mỹ Andrew Stone, cha đẻ của khẩu M16. Cụm cò của súng cũng rất giống với thiết kế AR-18 Tuy nhiên, thay vì áp dụng nguyên lý lên đạn bằng trích khí ngắn và khóa nòng xoay của súng Mỹ, súng trường tiến công K2 lại có cơ chế nạp đạn bằng khí nén với hệ thống chích khí dài và lò xo so đẩy về, tương tự súng AK huyền thoại của Nga. Bên cạnh đó, các nước điều chỉnh chích khí lại tương tự súng trường FNFAL của Bỉ. Với trọng lượng gần 3,3 cân, khối lượng của K2 tương đương với những khẩu súng trường cỡ nòng 5,56 ly của NATO. Súng được sản xuất hoàn toàn bằng kim loại dập cùng một số bộ phận bằng nhựa có độ bền cao và tạo độ chắc chắn. Súng có tốc độ bắn tối đa 750 phát trên một phút với 3 chế độ bắn bao gồm phát 1, loạt 3 viên hoặc hoàn toàn tự động, có thể sử dụng hộp tiếp đạn 30 viên tiêu chuẩn NATO cùng tầm bắn hiệu quả 400m. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng tích hợp thêm nhiều bộ phận trên biến thể mới K2A như ốp lo tay kiểu cũ được thay thế bằng ốp lo tay có rãnh Picantini hay gắn kính ngắm điểm đỏ và có thể tích hợp đèn chỉ thị mục tiêu laser và tay cầm trước Chính những điều đó làm cho loại súng này trở nên dễ cải tiến giống như những khẩu súng trường hiện nay của phương Tây. Như vậy, trong lữ đoàn tinh nhuệ bậc nhất Campuchia đã được trang bị tới 6 loại súng khác nhau, quả là đồ sộ hiếm có. Bởi lẽ, thông thường thì khi tổ chức các đơn vị bộ binh, kể cả đặc nhiệm, người ta thường chú trọng tính đồng bộ hóa, trang bị chuẩn 1 đến 2 loại súng. Tuy nhiên, lữ đoàn B70 lại trang bị tới 5 loại súng trường, một loại tiểu liên bắn nhanh, chưa rõ tại sao họ lại trang bị nhiều khẩu súng tới vậy bởi nó còn liên quan tới công tác hậu cần và đạn dược. Trong chiến đấu, các trang bị có thể sử dụng chung đạn của nhau là một điều quan trọng. Bên cạnh đó, việc bảo dưỡng bảo trì súng cũng phải lưu ý. Việc sử dụng nhiều loại súng tuy tận dụng được ưu điểm của mỗi loại nhưng để lại nhiều nhược điểm về công tác hậu cần kỹ thuật. Đáng chú ý, ngoài kho súng ống đổ sộ, lữ đoàn B-70 còn được trang bị nhiều binh khí kỹ thuật hạng nặng, khiến đơn vị này có thể coi là lực lượng bộ binh cơ giới rất mạnh, có thể tương đương tới cấu hình sư đoàn bộ binh cơ giới. Bởi quan sát các hình ảnh của cuộc diễu binh diễu hành, lữ đoàn B-70 còn giới thiệu hàng loạt các binh khí kỹ thuật khác bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực T-55, trong đó nổi bật nhất là phiên bản T-55AM-1 hiện đại nhất của lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia với đặc trưng là cụm khí tải đo xa laser ở gốc nòng pháo chính, một thành phần của hệ thống điều khiển hóa lực có máy tính đạn đạo Gladivo do tiệm khác sản xuất. Thứ hai là mẫu xe chiến đấu bộ binh BMP-1 do Liên Xô cũ sản xuất. Mẫu xe là trang bị tiêu chuẩn của các đơn vị bộ binh cơ giới lục quân với khả năng chở quân, trang bị hỏa lực mạnh với pháo 73 ly và tên lửa chống tăng AT3. Thứ ba là dòng xe bọc thép chở quân ZFB05 xin sinh do công ty Thiểm Tây Báo Sĩ sản xuất. Đây là dòng xe đơn giản, giá rẻ. Được sản xuất dựa trên xe tải hạng nhẹ Nam Kinh NG2046 bọc giáp chống đạn chuẩn AK. Loại này chở được 7-9 lính bộ binh, trang bị một đại liên 12-7 trên nóc xe tốc độ hành quân tối đa 100 km/h, dự trữ hành trình 800 km. Thứ tư là dòng xe đa dụng Đông Phong Mãnh Sĩ EQ2050 có tính năng tương đương dòng xe Humvee của Mỹ. Thực ra, công ty mô tô Đông Phong Trung Quốc đã sản xuất EQ2050 dựa trên phiên bản dân sự Hummer của AM General vào thập niên 90. Giá bán bộ chiếc rơi vào khoảng 93.000 đô. Loại này phù hợp với vai trò tuần tra, hộ tống, trinh sát, thường được vũ trang một súng máy hạng nặng trên nóc xe hoặc đôi khi có thể lắp tên lửa chống tăng. Thứ năm là dòng xe tải quân sự hạng nhẹ Hồng Gian Genpao. Nghe đầu Campuchia đã mua 183 xe tải quân sự loại này bằng nguồn vốn tư nhân của một đại gia nào đó. Biết đâu lại là tới từ chính Trung Quốc. Số này được trang bị cho lực lượng hành pháp, quân đội và vệ binh thủ tướng B70. Thứ sáu là pháo cao xạ 2 nòng 37 ly kiểu 65 và 23 ly 2 nòng kiểu 85 do Trung Quốc sản xuất dựa trên việc sao chép, cải tiến khẩu pháo cao xạ 37 ly M1939 và ZU232 của Liên Xô cũ. Ngoài ra, chúng tôi từng nhìn thấy một số bức ảnh cho thấy biên chế của Lữ đoàn 70 còn có pháo hạng nặng 130 ly K59 hoặc M46. Nói không hòa, hàng ngon của hiếm gì của lục quân thì Lữ đoàn 70 chắc là đều có hết quy mô của họ thực sự có thể tương đương tới cấp sư đoàn nhưng vì vai trò đặc biệt nên buộc phải giấu mình dưới cấp lữ đoàn